Lễ hội vì hòa bình lần thứ nhất năm 2024 có các hoạt động chính như Ngày hội đạp xe vì hòa bình, quy mô toàn quốc và mời vận động viên một số quốc gia cùng tham gia. Khai mạc lễ hội vì hòa bình với chủ đề gắn kết những nhịp thời gian, giao lưu âm nhạc, giai điệu hòa bình, lễ hội văn hóa ẩm thực, hương vị miền nắng gió và giao lưu diều nghệ thuật quốc tế. Chương trình ước nguyện hòa bình Dự kiến toàn bộ các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024 với tổng kinh phí của lễ hội 65,2 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết các hoạt động tại lễ hội, phân rõ lộ trình thực hiện, khẩn trương tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với các đơn vị là đầu mối tổ chức các sự kiện. Trong đó, cần tập trung điểm nhấn của lễ hội là đêm khai mạc. Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị chủ trì làm việc với gia đình nhạc sĩ Trình Công Sơn để có kế hoạch tổ chức đêm nhạc trên tinh thần xã hội hóa. Phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh thực hiện MV của 12 bài hát đạt giải trong cuộc thi Quảng Trị, Niềm tin và Khát vọng. Đưa thông điệp hòa bình Quảng Trị, hình ảnh Quảng Trị trong thời gian diễn ra lễ hội các tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện mục tiêu đưa lễ hội vì hòa bình trở thành chương trình thường niên có tầm ảnh hưởng trên thế giới